Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều người cao tuổi bị ngược đãi trong gia đình. Kon Tum, người dân kêu trời vì ô nhiễm từ nhà máy chế biến củ mì. Công an tỉnh Bình Định chính thức vào cuộc điều tra vụ hàng loạt tàu vỏ thép nằm bờ. Cần chủ động tham gia bảo hiểm y tế trước thời điểm áp dụng khung giá mới các dịch vụ y tế. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ngược đãi người cao tuổi 15 tháng 6 tại Ninh Bình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức hội thảo bình đẳng giới và tuổi tác trong thực hiện quyền của người cao tuổi. Hội thảo đã nêu ra thực trạng ngược đãi người cao tuổi cũng như đưa ra nhiều giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích của người cao tuổi. Hiện nay Việt Nam có 10,44 triệu người cao tuổi và vẫn có tình trạng ngược đãi người cao tuổi với các hình thức như bỏ mặc, bỏ rơi, bạo hành thể chất, ngược đãi tình cảm và lời nói. Mặc dù quyền của người cao tuổi đã được quy định rõ ràng trong hiến pháp và pháp luật, song chỉ có 1 trên 24 vụ người cao tuổi bị ngược đãi là được phát hiện và báo cáo. Hầu hết người cao tuổi đều lo sợ vì người ngược đãi lại là người thân, hàng xóm. Đây hiện nay cái vấn đề ngược đãi đối với người cao tuổi thì chúng tôi cũng thấy là nó còn xuất hiện ở trong gia đình. Đấy, còn tất nhiên xã hội cũng có nhưng mà ít hơn. Đấy, mà chủ yếu ở gia đình, ví dụ như là con cái đối xử với bố mẹ hoặc là anh em ấy là coi như vậy, là ngay trong gia đình với nhau thì coi như là đối xử với người cao tuổi nó cũng chưa được đúng mực. Thường là người cao tuổi bị ngược đãi là những người yếu thế và họ có sức khỏe kém hoặc là cái nhận thức, cái hiểu biết, cái gọi là cái hiểu biết của họ cũng hạn chế. Thế cho nên là họ cũng có những cái việc mà bị ngược đãi xảy ra đối với họ thì họ cũng không biết làm như thế nào. Thì đối với những người mà người ta còn có cái khả năng nhận thức tốt thì có thể là họ sẽ báo cáo với trong gia đình, ví dụ như là đối với người có cái vai trò quan trọng nhất trong dòng họ chẳng hạn, báo cáo với ông tộc trưởng hay người cao niên hay những người có uy tín trong dòng họ. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh. Theo đó, số người cao tuổi bị lạm dụng cũng gia tăng. Và với 70% người cao tuổi không có lương hưu, nguồn thu nhập bị phụ thuộc vào con cháu, thì những biện pháp hiệu quả để bảo vệ người cao tuổi là nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết. Theo phản ánh của nhiều hộ dân cho biết, tại khu vực gần nhà máy mì Phương Hoa, đóng tại làng Đắc Sút, xã Đắc Rong, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum, thì người dân ở đây đã và đang đứng ngồi không yên vì hàng ngày phải hít mùi hôi thối từ nhà máy mì bay ra. Mặt khác, nhiều giếng nước của người dân cũng bị ô nhiễm nặng, không sử dụng được. Đây là hồ chứa chất thải nằm giữa khu dân cư đông đúc của nhà máy mì Phương Hoa. Dù chất thải chưa qua xử lý nhưng lại đưa ra môi trường bên ngoài nhà máy. Hồ chứa này đang lấp đầy gần 1.500 mét khối bã mì. Theo người dân, do nước thải từ bã mì thẩm thấu xuống lòng đất, ảnh hưởng các giếng nước của người dân, làm nước bị màng gián, sủi bọt, mùi hôi thối. Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân có ý kiến nên Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Kon Tum đã lấy mẫu nước tại chín giếng của người dân làng Đắc Sút để kiểm nghiệm, thì tất cả chín giếng đều không đạt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. Được biết, nhà máy mì Phương Hoa có công suất 25 tấn bột mì một ngày, đưa vào sản xuất từ năm 2013. Dù hoạt động của nhà máy đang làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục hộ dân, thế nhưng đến nay, chính quyền và các ngành chức năng liên quan của tỉnh Kon Tum vẫn chưa có biện pháp xử lý. Giá hồ tiêu của Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm nay. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, giá hồ tiêu trong nước có xu hướng sụt giảm từ năm 2016, khi diện tích trồng hồ tiêu có dấu hiệu tăng trưởng nóng. Việc giá hồ tiêu giảm sâu như vậy không chỉ khiến thương lái và người trồng tiêu điêu đứng, mà cả những cơ sở cung cấp tiêu giống cũng lao đao vì không có người mua. Những năm trước đây, hồ tiêu ươm trong bì có giá từ 8.000 tới 9.000 đồng một bì, nhưng năm nay giảm xuống còn 3.000 tới 4.000 đồng một bì. Giá hồ tiêu dây từ 35.000 đến 40.000 đồng một dây giảm xuống còn 10.000 đến 12.000 đồng một dây. Hiện nay, những chủ vườn ươm đang gặp khó khăn trong việc bán hồ tiêu giống cho nông dân. Nguyên nhân chủ yếu là do những trận mưa đá làm ảnh hưởng đến chất lượng dây tiêu. Cùng với đó, giá tiêu hạt giảm mạnh từ 150.000 đồng xuống còn 82.000 đồng một ký đã kéo theo giá tiêu giống giảm mạnh. Việc bán và ươm tiêu giống chủ yếu tập trung vào 3 tháng mùa mưa. Nếu trong thời gian này mà không bán được tiêu giống, thì nguy cơ chủ vườn ươm lỗ vốn là rất cao. Vừa qua, nhiều người dân sinh sống tại khu vực tỉnh Gia Lai phản ánh về tuyến quốc lộ 19 từ đèo Mang Giang xuống đầu đèo An Khê đang xuống cấp và hư hỏng rất nặng nề.
Tình trạng này đã khiến nhiều người dân bức xúc và lo lắng về an toàn giao thông. Ghi nhận tại quốc lộ 19 đoạn qua tỉnh Gia Lai đã chỉ ra tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường đầy lội, ổ gà lởm chởm nhưng không được sửa chữa kịp thời. Hệ thống an toàn giao thông mất mát, hư hỏng chưa được sửa chữa, bổ sung khiến việc đi lại hết sức khó khăn nguy hiểm. Sau kiến nghị của Gia Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT 36.71 có hai văn bản vào tháng 7 và tháng 8 năm 2016 đề nghị bàn giao lại đoạn tuyến bổ sung dự án BOT quốc lộ 19 để thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng. Tuy nhiên, Cục Quản lý Đường bộ 3 trong hai văn bản trả lời đã không đồng ý dựng lại đoạn tuyến bổ sung đã bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn BOT 36.71 quản lý do không được bố trí kinh phí cho công tác bảo trì. Máu hư rồi cho thầu kia Mỹ nó làm mà làm sao hư được. Đã không giống có gì cái nổ dọn dọn, nổ cắn cắn vậy cái là xe ô, xe ấy nó cắn vậy là qua lại vậy cái là nó chạy ít dòng vậy là xe tải lớn nó chạy là coi như nó hư liền này. Bên cạnh đó, theo người dân ở đây, tuyến đường quốc lộ 19 sửa chữa nhiều lần. Tuy nhiên, do tình trạng xe tải lưu thông khiến đoạn đường hư hỏng nặng và gây ra tai nạn giao thông liên tục. Được biết, công ty BOT 36.71 hiện đang gặp vướng mắc khi không thỏa thuận được lãi suất vay với các ngân hàng để vay vốn thi công. Thành phố cao nguyên Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng còn được biết đến với cái tên thành phố ngàn hoa. Với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, Đà Lạt đang đẩy mạnh phát triển các làng hoa truyền thống, tạo nguồn cung cấp hoa tươi cho nhiều tỉnh thành trong nước và cả cho xuất khẩu. Hiện nay, Đà Lạt có 4 làng hoa truyền thống được công nhận là làng hoa Thái Phiên ở phường 12, Hà Đông ở phường 8, Vạn Thành ở phường 5 và Xuân Thành ở xã Xuân Thọ, với tổng diện tích sản xuất các loại hoa khoảng 600 hectare, giải quyết việc làm thường xuyên cho 3.200 lao động. Để phát huy vai trò thế mạnh của các làng hoa truyền thống, thành phố Đà Lạt đang triển khai xây dựng đề án lập quy hoạch các làng hoa trên cơ sở quy hoạch chung thành phố Đà Lạt, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng hệ thống giao thông kết nối từ khu vực sản xuất chế biến đến khu vực trưng bày của các làng hoa, phục vụ nhu cầu tham quan thuận lợi của du khách. Phấn đấu các làng hoa Đà Lạt đến năm 2020 đạt tỷ lệ hơn 90% diện tích canh tác sản xuất qua công nghệ cao, kết nối 4 đến 5 tuyến du lịch nổi tiếng của Đà Lạt đến với các làng hoa. Mỗi làng hoa hình thành 1 đến 2 hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất hoa công nghệ cao gắn với hoạt động du lịch canh nông. Liên quan đến vụ hàng chục tàu cá vỏ thép đóng mới theo nghị định số 67/2014/NĐ-CP của chính phủ vừa được bàn giao cho người dân Bình Định liên tục bị hư hỏng, phải nằm bờ khiến người dân điêu đứng. Ngày 14 tháng 6, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã nhận được văn bản chính thức của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc điều tra vụ 18 tàu vỏ thép mới đóng bị hư hỏng nặng. Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa phân công các phòng chức năng của Công an tỉnh vào cuộc xác minh vụ 18 tàu vỏ thép mới đóng hư hỏng nặng theo yêu cầu của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Theo đó, các phòng chuyên môn sẽ xem xét hồ sơ, hợp đồng đóng tàu, trang bị thiết bị cho tàu và những vấn đề khác, tổng hợp báo cáo Bộ Công an để chỉ đạo điều tra xử lý. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì cơ quan công an sẽ điều tra khởi tố vụ án. Những ngày qua, lực lượng Công an tỉnh Bình Định cũng đã theo sát vụ việc, nắm tình hình để báo cáo đầy đủ cho Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Bình Định. Như chúng tôi liên tục thông tin, 18 trong số 37 tàu vỏ thép ở Bình Định được đóng mới theo nghị định 67 của chính phủ đã bị hư hỏng nặng về máy móc, thiết bị và gỉ sắt vỏ thân tàu. Hiện tổ thẩm định độc lập của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đang tiến hành kiểm tra chất lượng các con tàu bị hư hỏng. Là địa bàn có con sông Sepol thuộc biên giới Việt Lào và nhiều con suối ở trong các thôn bản, nên mỗi dịp hè về và mùa mưa bão luôn là nỗi lo của các phụ huynh và chính quyền huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị về tình trạng đuối nước của trẻ. Để từng bước khắc phục tình trạng trên, đã có nhiều chương trình dự án đến tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho các em, qua đó giúp nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về tai nạn đuối nước. Đây là lớp dạy bơi do tổ chức Plan hỗ trợ cho 60 em thuộc trường tiểu học Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian 15 ngày, các em ở nơi đây đã được trang bị cơ bản về tình huống tự lo cho mình và giúp người khác khi có đuối nước xảy ra. Chúng tôi là hướng dẫn cho các em các kỹ năng, ví dụ như dùng các cái vật nổi để cứu học sinh, hoặc là dùng cái sào, hoặc dùng dây, vân vân. Từ năm 2014 đến nay, tổ chức Plan tại Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức được 11 lớp dạy bơi cho khoảng 900 em học sinh. Trong thời gian qua, không chỉ có tổ chức Plan mà đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã mở nhiều lớp dạy bơi miễn phí cho các em vùng cao. Điều này đã giúp cho các em có thể tự bảo vệ mình mỗi khi đi qua sông, qua suối. Nhờ vào sự hỗ trợ của các tổ chức trong việc phòng tránh, nên tình trạng đuối nước trên địa bàn huyện Hướng Hóa có giảm. Nhưng mỗi khi hè về, thì những em chưa được trang bị kỹ năng về bơi lội lại tự do tắm sông suối như thế này mà không có người lớn đi kèm, thì nguy cơ tiềm ẩn về đuối nước rất dễ xảy ra đối với các em.
được chuyển sang những thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Thiện, sinh năm 1993, quê tại tỉnh Bình Định, 18 năm tù về tội giết người. Trước đó, camera an ninh ghi lại cảnh đâm liên hoàn nhiều nhát dao xảy ra trước một tiệm sửa xe tại quận Phú Nhuận hồi tháng 9 năm 2016. Chỉ vì một lời nói không hài lòng trong lúc nhậu, nam thanh niên này đã đâm chủ tiệm sửa xe chết tại chỗ lúc nửa đêm. Theo cáo trạng, anh Hoàng Đình Úy, sinh năm 1981, quê Thái Bình, thuê mặt bằng ở đường Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận, mở tiệm sửa xe. Thiện làm công nhân công trình và tối về ngủ ở nhà anh Trần Vĩnh Lộc, cạnh tiệm sửa xe của anh Úy. Tối ngày 9 tháng 9 năm 2016, sau khi uống bia, anh Lộc chở Thiện về nhà thì gặp chị Nguyễn Thanh Thủy, vợ anh Lộc, đang ngồi uống bia cùng anh Úy và nhóm bạn ở đối diện nhà anh Lộc. Nghĩ Thiện sẽ vào chung nên anh Úy bảo, muốn nhậu thì bỏ tiền vô, chứ ở đây đâu có ai nhậu không. Sau đó đôi bên xảy ra mâu thuẫn, Úy đẩy Thiện té ngã, bị chảy máu vùng bụng. Tức giận, Thiện cầm con dao đuổi theo đâm Úy nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thiện đón xe về Bình Định lẩn trốn và hai ngày sau đã ra đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng ý bồi thường một lần 465 triệu đồng theo yêu cầu của đại diện bị hại. Ngoài ra, phía gia đình bị hại yêu cầu xử lý hình sự ông Lộc và bà Thủy không can ngăn anh Thiện. Về vấn đề này, Viện Kiểm soát và tòa yêu cầu đại diện bị hại có thể gửi đơn tố cáo đến phòng PC45, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu xử lý trong một vụ án khác. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 14 tháng 6, trên đường DT741, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông. Sau va chạm, xe du lịch biển xanh tông văng xe máy hơn 10 mét, đôi nam nữ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm trên, xe du lịch biển kiểm soát 80M00568 lưu thông theo hướng từ Phú Giáo về ngã tư Sở Sao. Khi đến khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 61C1-57639 do anh Hoàng Xuân Lâm, 30 tuổi, điều khiển, phía sau có chở theo một người con gái. Sau cú hút mạnh, xe máy văng xe về phía trước hơn 10 mét. Đôi nam nữ ngã ra đường, bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường, chờ cảnh sát giao thông thị xã Bến Cát đến giải quyết. Chiều ngày 14 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 10.000 viên ma túy tổng hợp. Khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 6, tại khu vực bản Pá Sáng, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ đối tượng Hờ A Chu trú tại địa phương khi đang vận chuyển 50 túi ma túy chứa 10.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một điện thoại di động. Đối tượng Hờ A Chu khai nhận số ma túy trên mua tại khu vực biên giới, đang trên đường mang về nội địa để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Vào chiều ngày 14 tháng 6, nhiều người đi đường tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn quốc lộ 1A hướng từ chợ Bình Chánh về vòng xoay An Lạc, hết sức bức xúc khi chứng kiến cảnh hai thanh niên chạy xe máy trong tình trạng say xỉn tông vào đuôi ô tô rồi kiếm chuyện hành hung tài xế gây náo loạn trên đường. Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 17 giờ chiều ngày 14 tháng 6, hai người nam trong tình trạng say xỉn chở nhau trên xe máy biển số Thành phố Hồ Chí Minh chạy trên quốc lộ 1 hướng từ chợ Bình Chánh về vòng xoay An Lạc. Khi xe đang lên dốc cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh thì loạn choạng tay lái, lao qua trái, tông vào đuôi ô tô 4 chỗ chạy cùng chiều phía trước. Hai người nam ngã ra phía ngoài, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên hai người này sau đó lớn tiếng cự cãi rồi định lao vào hành hung tài xế. Thế vậy nhiều người đi đường đến can ngăn và gọi báo lực lượng chức năng đến giải quyết. Khi thấy lực lượng chức năng, hai người nam đi xe máy đã nhanh chóng bỏ lại phương tiện và rời đi. Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 1 hướng miền Tây đi Thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ kéo dài gần 1 giờ liền. Trước tình hình lâm tặc dùng các xe máy độ chế để vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đang ngày càng tăng, Hạt Kiểm Lâm Ninh Hòa tăng cường việc tuần tra kiểm soát và đã xử lý, thu giữ hàng trăm xe máy độ chế của lâm tặc. Sau chiều đợt ra quân tuần tra chốt chặn cao điểm là trong 5 tháng đầu năm 2017, Hạt Kiểm Lâm Ninh Hòa đã phát hiện, xử lý và thu giữ hàng trăm xe máy, xe thô sơ của lâm tặc độ chế để vận chuyển gỗ trái phép. Trong khi đó, nhiều nhất tại khu vực hồ chứa nước Đá Bàn thuộc xã Ninh Sơn và khu vực đập thủy điện Ekaron Ru thuộc xã Ninh Tây. Các đối tượng chở gỗ phần lớn là người đồng bào dân tộc. Xe máy dùng chở gỗ được độ chế với đủ kiểu, đủ mọi hình dạng để chở những khúc gỗ đủ mọi kích cỡ. Đến nay, đã có hàng trăm xe bị thu giữ tại Hạt Kiểm Lâm. Ngoài việc tiếp tay cho lâm tặc, xâm phạm nghiêm trọng đến tài nguyên rừng, hành vi này còn gây mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Ninh Hòa cho biết, trong những tháng tới của năm 2017, Hạt sẽ tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát, lập các chốt chặn tại những điểm trọng yếu,
nhằm ngăn chặn, hạn chế việc phá rừng tại các khu vực trên. Phần cuối chương trình hôm nay xin được thông tin đến quý khán giả một vấn đề có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người không tham gia bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, sắp tới, hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế và một số dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế sẽ chính thức tăng giá theo khung giá mới. Như vậy, những người không tham gia bảo hiểm y tế sẽ càng gặp khó khăn trong thanh toán chi phí cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, điều trị khi ốm đau. Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa hiện có 48 bệnh nhân, hàng tuần phải 3 lần đến chạy thận. Đối với nhiều bệnh nhân phải thanh toán khoản chi phí từ 10 đến 13 triệu đồng một tháng là chuyện vượt quá khả năng. Tôi chạy thận cũng được năm nay là năm thứ hai, mà bảo hiểm là hộ nghèo, được 100% tiền viện phí, không mất cái gì. Mà nếu mà không có bảo hiểm thì đối với gia đình tôi ở nông thôn là không làm gì ra tháng hơn chục triệu để chạy thận cả. Có bầu thì lại cũng hai vợ chồng chủ quan nên là cũng không mua thẻ bảo hiểm ạ. Chi phí mổ đẻ của tôi thì cái chi phí chắc 10 triệu trở xuống. Tôi thấy quyền lợi mua bảo hiểm là rất là cần thiết. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh cho thấy, hiện còn hơn 645.000 người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Đây chính là đối tượng sẽ chịu tác động trực tiếp từ việc tăng giá các dịch vụ y tế, theo thông tư số 02 của Bộ Y tế. Trong quá trình thực hiện như là phát triển đối tượng thì chúng tôi thấy có cái khó khăn trong cái đối tượng này. Thứ nhất là cái số còn lại đối tượng này thì một số cái trường hợp thì người ta đi làm ăn xa, cho nên là cái việc tham gia bảo hiểm y tế ở địa phương là người ta không tham gia. Vấn đề thứ hai nữa là đối với một số hộ gia đình thường thường là đông người, cho nên là trong quá trình làm việc coi như là làm nông nghiệp thì thu nhập nó thấp, cho nên khi tham gia coi như bảo hiểm y tế cho các cái đối tượng này cũng thực sự khó khăn. Bảo hiểm y tế là một chính sách quan trọng của hệ thống chính sách an sinh xã hội. Chính vì vậy, việc tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế sẽ góp phần đảm bảo lợi ích cho chính bản thân mỗi người dân. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường châu Âu. Đồng Nai đình chỉ hoạt động cây xăng khiến nước giếng đốt cháy. Khánh Hòa làm rõ nhóm đối tượng liên tiếp gây ra 3 vụ hiếp dâm tập thể. Trước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017, thiết bị gian lận thi cử được rao bán tràn lan trên mạng.